chào cô chú, anh chị và các bạn đã đến với kênh Phúc Tài Chính Và ngày hôm nay mời cô chú, anh chị và các bạn đến với những thông tin mới nhất trên kênh Phúc Tài Chính Và thưa cô chú, anh chị và các bạn, chỉ còn vài tiếng nữa thôi Sẽ diễn ra phiên tòa xét xử Hàn Ni và Trần Văn Sĩ Những người mà đã lên trên mạng xã hội vu khống, nhục mạ, xúc phạm Đặt điều bịa đặt sai sự thật cho bà Nguyễn Phương Hằng Xâm phạm đến danh dự uy tín cá nhân của bà Nguyễn Phương Hằng sẽ phải đối diện với tòa án, sẽ phải đối diện với pháp luật Việt Nam. Và ngày hôm nay Trần Văn Sĩ và Hạt Ni chính thức ra tòa. Và ngày hôm nay những con lươn đã từng xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng sẽ phải cảm thấy run sợ. Và thưa cô chú anh chị và các bạn, nhiều người họ phạm điều sai nhưng họ lại cố tình phạm tiếp. Tại sao? Bởi vì họ cứ nghĩ rằng là không có nhân quả. Họ cứ nghĩ rằng họ sẽ không bị làm sao. Nhưng mà họ không hề biết rằng quả báo thường thường tới muộn tới muộn chứ không phải là không tới và một khi quả báo đã tới nghiệp đã quật thì nó quật mạnh lắm và thưa cô chú anh chị và các bạn một cái nghiệp mà Hàn Ni và Trần Văn Sĩ xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng đã bị quật chính là quật một phát cho ra tòa vậy thì thưa cô chú anh chị và các bạn chắc hẳn là rất nhiều người đang là thắc mắc liệu rằng cái mức án mà Hàn Ni và Trần Văn Sĩ phải đối diện ra sao liệu rằng Hàn Ni và Trần Văn Sĩ có được có những cái tình tiết giảm nhẹ hay không thì mời cô chú anh chị và các bạn theo dõi dõi những thông tin ngay sau đây Và Phúc Tài chính nhờ cô chú anh chị và các bạn hãy chia sẻ cái video này để cho nhiều lương được biết nha cái ngày này thì lương phải biết rồi Cho dù có trốn, cho dù có không chấp nhận rằng Hàn Ni và Trần Văn Sĩ đã nói sai về bà Nguyễn Phương Hằng Thì vẫn phải nhìn thấy tin tức Nên cô chú anh chị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều lương được biết tới nha Theo báo Tuổi Trẻ chuyên mục pháp luật Dự kiến ngày mùng 1 tháng 3, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ xét xử vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ liên quan đến lùm xồm giữa bà Đặng Thị Hàn Ni, ông Trần Văn Sĩ và bà Phương Hằng. Ông Trần Văn Sĩ và bà Đặng Thị Hàn Ni bị Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh truy tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo khoản 2 điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Và thưa cô chú anh chị và các bạn, khi mà Hàn Ni và Trần Văn Sĩ bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh truy tố ở cái khoản 2 điều 331, thì theo đó cũng như là một lời khẳng định đanh thép rằng cái việc xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng trên mạng xã hội là một cái hành động mà vi phạm pháp luật rất là nặng. Bởi vì vi phạm ở khoản 2 chứ không phải là khoản 1 Và để biết được là Hà Ni và Trần Văn Sĩ bị pháp luật nghiêm trị đến cái mức mạnh như thế nào Thì mời cô chú anh chị và các bạn hãy tìm hiểu về cái luật 331 này cùng phúc tài chính nha Công nhận là một cái điều lợi ích từ drama này mang tới Chính là cái việc mà rất nhiều người có thể hiểu được pháp luật Ví dụ như Phúc Tài Chính chẳng hạn Mặc dù là đã làm truyền thông rất nhiều năm Nhưng mà đến cái drama này Thì mới tìm hiểu về luật trên không gian mạng Một cách là nghiêm túc như thế Theo điều 331 Bộ luật hình sự năm 2017 Quy định về tội lợi dụng Các quyền tự do dân chủ Xâm phạm lợi ích của nhà nước Quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân như sau một Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Và Hàn Ni và Trần Văn Sĩ thì không bị truy tố ở cái khoản 1 này mà là khoản 2. Hai, phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Như vậy, đối với tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân thì mức phạt tù cao nhất lên đến 7 năm. Và Hà Ni và Trần Văn Sĩ đang bị đối diện với cái mức phạt tù cao nhất chính là 7 năm. Và nếu như 7 năm thì đến bây giờ tính Hà Ni thì khoảng 45 tuổi 45 cộng 7 sẽ là 52 tuổi ra tù Còn Trần Văn Sĩ là 67 tuổi 67 cộng với 7 năm là 74 tuổi ra tù đó là khi Hàn Ni và Trần Văn Sĩ phải nhận cái mức phạt tù cao nhất Và thưa cô chú anh chị và các bạn Hàn Ni và Trần Văn Sĩ bị truy tố bởi khoản 2 Và khoản 2 chính là phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội như vậy thì cơ quan chức năng đã nhận định rằng những cái hành vi mà Hàn Ni và Trần Văn Sĩ lên trên mạng xã hội vu khống nhục mạ bà Nguyễn Phương Hằng chính là đã phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội. Bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm thì như vậy cơ quan chức năng đã nhận định rằng những cái hành vi của Trần Văn Sĩ và Hàn Ni rất là mạnh, rất là nặng. Và thưa cô chú anh chị và các bạn, đó chính là kết luận điều tra đủ để thấy rằng cái sức ảnh hưởng của hàn ni và trần văn sĩ trên mạng rất là lớn bởi vì suy cho cùng thì hàn ni và trần văn sĩ có kênh youtube rất là to to hơn phúc tài chính rất là nhiều video của trần văn sĩ có những video đến cả nửa triệu view rồi video của hàn ni hàng trăm nghìn view rồi cả ở trên facebook nữa hàng triệu hàng triệu view như vậy hai kênh youtube có sức ảnh hưởng như vậy đáng lẽ ra phải lan tỏa những thông tin pháp luật bởi vì họ là luật sư mà họ phải lan tỏa những cái thông tin để người dân biết luật nhưng đây không họ lại đi vi phạm pháp luật họ lại đi dùng cái kênh youtube có cái sức ảnh hưởng lớn như vậy để mà tấn công vu khống bà nguyễn phương hằng thì như vậy với cái kết luận của cơ quan chức năng họ bị khoản hai như thế này thì chứng tỏ những cái gì mà cô nguyễn phương hằng bị họ tấn công đã phải chịu đựng nặng nề như thế nào và thưa cô chú anh chị và các bạn khi mà cô nguyễn phương hằng bước tới cái phiên tòa xét xử thì có rất nhiều bài báo nói rằng là à bà Nguyễn Phương Hằng sẽ được có những cái tình tiết giảm nhẹ như thế này. Báo chí đăng công khai nha. Còn đến với Hàn Ni và Trần Văn Sĩ thì im như thóc ngâm. Không thấy một cái thông tin nào là Hàn Ni và Trần Văn Sĩ sẽ có những cái cơ hội được giảm nhẹ như thế này. Hoàn toàn không có những cái bài báo đó. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu những cái tình tiết giảm nhẹ như thế nào mà tại sao Hàn Ni và Trần Văn Sĩ lại không có. Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự bị cáo có thể được hưởng khi phạm tội tại điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015. Điều 51 Bộ luật hình sự có quy định các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Theo đó, khi bị cáo có một trong các tình tiết được quy định tại khoản 1 Điều 51 thì hội đồng xét xử có thể xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, cụ thể như sau: và sau đây mời cô chú anh chị và các bạn đến với những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự Mà Hà Ni và Trần Văn Sĩ có thể được hưởng khi mà đã phạm tội tại Điều 331 Bộ Luật Hình Sự Khi phạm tội tại Điều 331 Bộ Luật Hình Sự năm 2015 Và các tình tiết sau đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự Một là người phạm tội đã ngăn chặn hoặc làm giảm bớt tác hại của tội phạm thì như cô chú anh chị thấy đấy còn thở là còn gỡ hàn ni và trần văn sĩ đến tận cuối cùng khi mà bị bắt thì trước đó vẫn lên tiếng xúc phạm bà nguyễn phương hằng nên là không có cái tình tiết này giá như trước đó bà nguyễn phương hằng bị tạm giam mà hàn ni và trần văn sĩ dừng cái việc tấn công của bà nguyễn phương hằng thì có lẽ là được giảm đấy nhưng mà hàn ni và trần văn sĩ vớ phải cái điều đó như là vớ phải mồi ngon lại còn tiếp tục lên để mà chửi bà nguyễn phương hằng thì sẽ không được có cái tình tiết giảm nhẹ này Hai là người phạm tội tự nguyện sửa chữa bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả Thì như cô chú anh chị thấy thì đến tận bây giờ thì Hàn Ni và Trần Văn Sĩ vẫn không nhận tội Nên là không được cái giảm nhẹ cái tình tiết này C là phạm tội trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng thì như cô chú anh chị và các bạn, Hà Ni và Trần Văn Sĩ tấn công bà Nguyễn Phương Hằng trên mạng xã hội trước bởi vì trước đó bà Nguyễn Phương Hằng không hề biết họ Cũng không hề có bất kỳ một cái mâu thuẫn cá nhân nào Mà họ thấy bà Nguyễn Phương Hằng lên trên mạng nói Nên là họ xông và họ chửi thế thôi Vì vậy nên không hề được cái tình tiết giảm nhẹ này Hàn Ni và Trần Văn Sĩ không phải là những người mà phòng vệ Mà là Hàn Ni và Trần Văn Sĩ là những người tấn công trước D. Phạm tội trong trường hợp vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết Thì cái này như Phúc Tài Chính thấy cũng không có bởi vì bà Nguyễn Phương Hằng có nhắc nhiều đến Hàn Ni và Trần Văn Sĩ đâu mà Hàn Ni và Trần Văn Sĩ còn tấn công bà Nguyễn Phương Hằng rất nhiều ví dụ như nhìn cái kênh YouTube của Trần Văn Sĩ xem gần như 100% là tấn công bà Nguyễn Phương Hằng còn của Hàn Ni là cũng như là gần trăm tấn công bà Nguyễn Phương Hằng nên là không được cái tình tiết giảm nhẹ này D. Phạm tội trong trường hợp vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội Thì cái này không có, cái này chỉ là đấu khẩu trên mạng xã hội thôi Chứ không có gặp nhau mà bắt nhau cả E là phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của nạn nhân gây ra. Và thưa cô chú anh chị ở cái trường hợp E này thì phúc tài chính nghĩ là Hàn Ni và luật sư của Hàn Ni có thể dựa vào đó để trở thành cái tình tiết giảm nhẹ bởi vì Hàn Ni chúng ta thấy đấy, ở trên mặt báo thì vẫn cứ khăng khăng rằng là vì bà Hằng nói tôi ở cái clip này nên là tôi mới nói về bà Nguyễn Phương Hằng vì vậy nên hàn ni và luật sư của hàn ni có thể dựa vào cái việc là do bà nguyễn phương hằng nói về hàn ni trên mạng xã hội nên là hàn ni bị kích động về tinh thần nên là hàn ni mới ra những cái video để rồi vi phạm pháp luật thì thực tế thì như phúc tài chính thấy ấy, thì Hàn Ni đang bị cắt bóp rất là nhiều bởi vì trước đó Hàn Ni tấn công bà Nguyễn Phương Hằng trên mạng xã hội rất là nhiều rất rất nhiều nên sau đó bà Nguyễn Phương Hằng mới ra lời thì khi đó Hàn Ni thấy bà Nguyễn Phương Hằng ra lời nên lại còn tấn công mạnh mẽ hơn chính vì vậy nên Hàn Ni đang rất muốn trở thành nạn nhân nói rằng là vì bà Nguyễn Phương Hằng tấn công tôi nên là tôi mới nói về bà Nguyễn Phương Hằng. Nhưng thực tế thì Hàn Ni tấn công bà Nguyễn Phương Hằng rất nhiều. Có lẽ Hàn Ni vẫn mong mỏi trở thành nạn nhân, trở thành bị hại để có thể hưởng được cái tình tiết giảm nhẹ ở cái khoản e này. Ờ, phạm tội vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không phải do mình tự gây ra. Cái này thì Phúc Tài chính nghĩ là sẽ không được hưởng tình tiết giảm nhẹ đâu. Bởi vì Hàn Ni còn bỏ sâm bách nhưng mà thì làm gì có hoàn cảnh khó khăn. H. Phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không lớn thì cái này là phúc tài chính nghĩ sẽ không được hưởng tình tiết giảm nhẹ bởi vì những cái gì mà Hàn Ni tấn công trên mạng xã hội nó rất là nặng nề bởi vì như cô chú anh chị thấy có một câu nói đấy con người ta sợ đám đông hơn cả sợ chết vì vậy nên còn bị nhục mạ chửi bới trên đám đông nữa thì đó là một cái hành vi mà xúc phạm cái tinh thần của người khác rất là nặng nề. Vì vậy nên đây là cái việc phạm tội nhưng mà gây ra cái hậu quả rất là lớn nên là sẽ không được tình tiết giảm nhẹ đâu. Y, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng thì với cái khoản này thì phúc tài chính cũng không biết rằng là Hàn Ni và luật sư của Hàn Ni có thể là phản biện để được cái tình tiết giảm nhẹ này hay không thì chúng ta hãy cùng chờ đón nhé. K. Phạm tội vì bị người khác đe dọa hoặc cưỡng bức thì như phúc tài chính thấy thì Hàn Ni thì tấn công bà Nguyễn Phương Hằng nhiều hơn bà Nguyễn Phương Hằng tấn công Hàn Ni. Y. Phạm tội trong trường hợp bị hạn chế khả năng nhận thức mà không phải là do lỗi của mình gây ra thì như cô chú anh chị thì chắc chắn là Hàn Ni trong hai cái khoản này thì không thể nào được tính tiết giảm nhẹ rồi, bởi vì là Hàn Ni còn là luật sư thì làm gì có chuyện là bị hạn chế khả năng nhận thức. M. Phạm tội do lạc hậu thì chắc chắn là sẽ không được giảm nhẹ đâu Bởi vì Hàn Ni còn sử dụng công nghệ cao Là Youtube, là Facebook để mà tấn công bà Nguyễn Phương Hằng cơ mà N Người phạm tội là phụ nữ có thai Thì Hàn Ni ở đây không có thai Nên sẽ không được tình tiết giảm nhẹ O Người phạm tội là người đủ 70 tuổi trở lên Thì cái này hơi tiếc cho Trần Văn Sĩ Bởi vì Trần Văn Sĩ mới có 6-7 tuổi Nên là Trần Văn Sĩ cũng sẽ không được hưởng cái tình tiết giảm nhẹ ở cái khoản này P. Người phạm tội là người khuyết tật nặng hoặc người khuyết tật đặc biệt nặng Thì cái này thì không thể nào Hàn Ni và Trần Văn Sĩ được cái tình tiết giảm nhẹ rồi Bởi vì Hàn Ni nhảy vẫn còn đẹp lắm mặc dù là chúng ta thấy như kiểu là những con loang quăng Q. Người phạm tội là người có bệnh bị hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình Thì cái này Hà Ni và Trần Văn Sĩ cũng không được đâu Lên trên Facebook, Youtube chén gió ầm 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 để mà tấn công bà Nguyễn Phương Hằng cơ mà R người phạm tội tự thú thì cái này Hàn Ni và Trần Văn Sĩ chắc chắn không được tình tiết giảm nhẹ rồi, bởi vì cho đến tận bây giờ Hàn Ni và Trần Văn Sĩ vẫn ngoan cố không nhận tội. S người phạm tội thanh khẩn khai báo ăn năn hối cải cái này Hàn Ni và Trần Văn Sĩ cũng không được giảm nhẹ, bởi vì Hàn Ni và Trần Văn Sĩ đến bây giờ vẫn khăng khăng không nhận tội. T người phạm tội tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm hoặc trong quá trình giải quyết vụ án. Thì cái này Phúc Tài Chính nghĩ Hà Ni và Trần Văn Sĩ cũng không được là tình tiết giảm nhẹ Bởi vì đến bây giờ Hà Ni và Trần Văn Sĩ vẫn cương quyết không nhận tội U, người phạm tội đã lập công chuộc tội Thì cái này Hà Ni và Trần Văn Sĩ không có một cái tình tiết giảm nhẹ gì ở đây Bởi vì Hà Ni và Trần Văn Sĩ còn tấn công bà Nguyễn Phương Hằng đến khi bị bắt chỉ cho đến khi cơ quan điều tra tặng Hà Ni và Trần Văn Sĩ mỗi người một cái lắc bạc sáng loáng thì khi đó Hani và Trần Văn Sĩ mới dừng cái hành vi tấn công bà Nguyễn Phương Hằng của mình về người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác về cái điều này thì chúng ta hãy cùng chờ đón hội đồng xét xử cô chú anh chị và các bạn nhé X người phạm tội là người có công với cách mạng hoặc là cha mẹ vợ chồng con của liệt sĩ thì cái điều này chúng ta hãy cùng chờ đón hội đồng xét xử và thưa cô chú anh chị và các bạn như vậy thì Hàn Ni và Trần Văn Sĩ sẽ phải đối diện với cái mức án từ 2 đến 7 năm tù Và như Phúc Tài chính đã kể trên thì Hàn Ni và Trần Văn Sĩ có rất ít những cái tình tiết để mà giảm nhẹ Vì vậy nên với góc nhìn của Phúc Tài chính thì cái mức án mà Hàn Ni và Trần Văn Sĩ phải đối diện chắc chắn là lớn hơn 3 năm tù Bởi vì cô Nguyễn Phương Hằng có rất nhiều tình tiết giảm nhẹ Ví dụ như là người phạm tội thành khẩn khai báo ăn năn hối cải hay là người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất chiến đấu học tập hoặc công tác vì vậy nên chắc chắn cái mức án Hàn Ni và Trần Văn Sĩ đối diện sẽ lớn hơn cô Nguyễn Phương Hằng rất là nhiều. Và đó chính là những cái thông tin mà Phúc Tài Chính gửi tới cô chú anh chị và các bạn trong ngày hôm nay. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn tại những video tiếp theo. Và từ nay đến ngày mai phiên tòa xét xử Hàn Ni và Trần Văn Sĩ diễn ra thì kênh Phúc Tài Chính sẽ liên tục cập nhật những thông tin. Thì mời cô chú anh chị hãy đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất nha. Và ngay sau đây là một clip Phúc Tài Chính chia sẻ những mặt hàng mà Phúc Tài Chính đang bán. Thì cô Chú anh chị và các bạn hãy mua hàng để ủng hộ cho phúc tái chính hoặc là giới thiệu cho bạn bè người thân để mua hàng ủng hộ cho phúc tái chính nha. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn tại những video tiếp theo. Ngày hôm nay Phúc Tài Chính sẽ giới thiệu đến cô chú những cái sản phẩm, những cái khuyến mãi rất là hot ở bên Phúc Tài Chính với những cái giá cực kỳ hời thì cô chú anh chị và các bạn có thể theo dõi và chọn ra cho mình những cái mặt hàng ưa thích nhá. Đặc biệt là với đơn hàng từ 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ tặng cô chú anh chị một cuốn nhật ký của Phúc Tài Chính viết về drama truyền kỳ để lưu lại những cái kỷ niệm rất là đẹp này. Tiếp theo Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị gói gia vị sâm hầm gà. Đây là món ăn rất là truyền thống nổi tiếng. Và khi cầm cái gói này thôi mà phúc Tài chính đã ngửi thấy mùi sâm rất là thơm ngon rồi. Và đây là một món ăn ngon bổ dưỡng vì là có nhân sâm. Cô chú anh chị và các bạn có thể nhìn thấy ở đây, một gói này nó sẽ có từ 2 đến 3 củ nhân sâm ở đây rất là tốt cho sức khỏe cô chú anh chị ạ à. và trong một cái gói này nó sẽ gồm 7 vị và 70 g gồm 40 g hoàng kỳ 15 g táo khô Hàn Quốc 15 g ngũ da gai Hàn Quốc 10 g cắt căn Hàn Quốc 5 g đường quy Hàn Quốc và vào những ngày xe xe lạnh hay là người cô chú anh chị và các bạn có cảm thấy là mệt mỏi khi đó chúng ta thưởng thức cái món gia vị gà hầm sâm Hàn Quốc này chúng ta sẽ lấy lại được sức khỏe và bồi bổ cơ thể rất là tốt và cái cách dùng ở đây đó chính là một cái gói gói này chúng ta có thể sử dụng được cho ba con gà cô chú anh chị và các bạn nhé hoặc là tương đương với ba lần nấu thì trong cái quá trình chúng ta hầm gà thì chúng ta không cần phải bỏ bất cứ một cái gia vị nào để thưởng thức được trọn vẹn cái hương vị nhân sâm trong cái gói gia vị sâm hầm gà Hàn Quốc này và ngày hôm nay phúc tài chính mang tới một cái điều rất là hời khi mua combo 3 gói gia vị sâm hầm gà nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 300.000 thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm Hàn Quốc với giá là 45.000 Và cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi điện tới số 0374 590 để nhận được một cái điều hời này nha và với đơn hàng nào trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ tặng ngay cô chú anh chị và các bạn cái cuốn nhật ký drama truyền kỳ để ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của drama cô chú anh chị và các bạn nhé. Tiếp theo, Phúc Tài Chính gửi tới cô chú anh chị và các bạn đó chính là hộp Đông trùng hạ thảo hộp đỏ 60 gói nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc cô chú anh chị và các bạn nhé. Thì bây giờ Phúc Tài Chính sẽ mở cái túi Đông trùng hạ thảo này để cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Đây là hộp rất là lớn cô chú anh chị và các bạn ạ. Và đây khi mở ra chính là hộp Đông trùng hạ thảo hộp đỏ 60 gói nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc như thế này. Và bên trong cô chú anh chị và các bạn có thể nhìn thấy ở đây đó chính là bên trong sẽ gồm có tất cả là 6 hộp nhỏ và bên trong mỗi hộp nhỏ như thế này thì sẽ có tất cả là 10 gói mỗi gói là 30 mil và ở đây đều có tem mác dãn nhán đầy đủ như thế này và thưa cô chú anh chị và các bạn, đông trùng hạ thảo hộp đỏ 60 gói nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc chiết xuất từ đông trùng hạ thảo này nấm linh chi cam thảo quế và có tác dụng là sẽ hỗ trợ này ngăn ngừa sự hình thành và phát triển của tế bào ung thư tăng cường sức đề kháng hỗ trợ chức năng thận này chống lại tác dụng xấu và có tác dụng với huyết áp nhờ khả năng lưu thông máu này giúp ổn định nhịp tim cho người có bệnh tim mạch sơ vữa động mạch và đặc biệt là sẽ giúp cho cơ thể khỏe khoắn ngăn ngừa nhiều bệnh tật tuổi già giúp hệ thần kinh hoạt bát và giảm stress phù hợp với tất cả mọi đối tượng này đặc Đặc biệt là người bị bệnh tim cao huyết áp và người bị mắc bệnh về hô hấp và từ xa xưa thì đông trùng hạ thảo đã là một bài thuốc dân gian tăng cường sức khỏe, bồi bổ sức khỏe giúp ích cho con người rất là nhiều đã từ ngàn xưa để lại những cái phương thuốc quý hiếm như thế này. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính mang tới một cái điều rất là hời đó chính là khi cô chú anh chị mua hộp đông trùng hạ thảo hộp đỏ 60 gói nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 950 000 thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45 000 đồng cô chú anh chị và các bạn nhé. Đây là giá rất là hời mà bên Phúc Tài Chính có được. Thì cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi điện đến số điện thoại không 0374590012 để nhận được cái ưu hồi này nha. Và đặc biệt đó chính là khi mua hộp đông trùng hạ thảo hộp đỏ 60 gói này thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để ghi lại những cái ký ức đặc biệt nhất về drama cô chú anh chị và các bạn nhé. Cô chú anh chị nào theo dõi Phúc Tài Chính thì sẽ biết rằng có một giai đoạn Phúc Tài Chính đi làm marketing cho một công ty nhập khẩu những cái hàng chính hãng từ Hàn Quốc. Chính vì vậy nên Phúc Tài Chính vừa làm marketing mà vừa nhập những cái mặt hàng này về bán luôn. Vì vậy nên rất đa dạng những mặt hàng về đông trùng hạ thảo. Cô chú anh chị và các bạn có thể nhìn trên màn hình, bên Phúc Tài Chính còn có thêm 3 loại đông trùng hạ thảo nữa. Rất nhiều loại để cô chú anh chị và các bạn có thể lựa chọn với đầy đủ mẫu mã kiểu dáng. Thì đầu tiên ở trên góc trái màn hình của cô chú anh chị và các bạn đó chính là đông trùng hạ thảo gỗ đen kangwa 60 viên nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc và có một cái điều rất là hời đó chính là một hộp đông trùng hạ thảo gỗ đen kangwa nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc này thì sẽ với giá là 1 triệu 050 nghìn và cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một kẹo sâm 45 nghìn tiếp theo là ở phía bên tay phải của cô chú anh chị và các bạn đó chính là đông trùng hạ thảo hộp gỗ vàng kangwa 60 gói và mỗi gói là 30 ml và ngày hôm nay phúc tài chính cũng có một cái điều rất là hời đó chính là khi mua một hộp đông trùng hạ thảo hộp gỗ vàng kangwa 60 gói 30 mil 950.000 và được tặng ngay một kẹo sâm 45.000 và tiếp theo đó chính là loại đông trùng hạ thảo đặc biệt nhất đó chính là đông trùng hạ thảo thượng hạng con hộp 45 g loại to với một cái deal rất là hời đó chính là với một hộp này giá sẽ là 2 triệu 850 nghìn Và cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45 nghìn cô chú anh chị và các bạn nhé Và cô chú anh chị cảm thấy ưng ý về loại đông trùng hạ thảo nào thì có thể lựa chọn Và nhấc điện thoại lên gọi điện ngay cho Phúc Tài Chính với số 0374 để nhận được cái deal hời này nha và với mỗi một hộp đông trùng hạ thảo thì cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất trong drama cô chú anh chị và các bạn nhé. Tiếp theo là phúc tài chính giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là hộp hồng sâm thái lát tẩm mập ong nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc và cái hộp này sẽ là 200g cô chú anh chị nhé. Và bây giờ phúc tài chính sẽ mở cái hộp này ra để cô chú anh chị và các bạn cùng xem bên trong như thế nào. Và bên trong đó chính là một hộp hồng sâm thái lát tẩm mật ong như thế này Và thành phần sẽ gồm có là nhân sâm 6 năm tuổi và mật ong rừng nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc Và sản phẩm này dùng cho những ai làm việc căng thẳng, mệt mỏi, suy nhược cơ thể, chơi thể thao quá sức và muốn tăng cường sức khỏe đặc biệt cô chú anh chị nào mà người mệt mệt mới ốm dậy thì có thể sử dụng những cái lát sâm tẩm mật ong này sẽ tăng cường sức khỏe và bồi bổ sức khỏe một cách nhanh chóng và công dụng của hộp sâm thái lát tẩm mật ong này đó chính là bồi bổ sức khỏe hỗ trợ phòng ngừa ung thư tăng cường trí nhớ bổ máu mát gan bổ thận giảm cholesterol này phòng ngừa tiểu đường này bên cạnh đó sẽ là tăng cường hệ miễn dịch điều hòa huyết áp kích thích ăn ngon miệng hơn đặc biệt là hộp hồng sâm lát tẩm mật ong này sẽ giúp cô chú anh chị và các bạn làm đẹp da hạn chế lão hóa thì cách dùng là cô chú anh chị và các bạn ăn hoặc là ngậm trực tiếp vô cùng tiện lợi mỗi khi mà cô chú anh chị và các bạn mệt mỏi căng thẳng thiếu tỉnh táo thì có thể ngậm ngay một cái lát hồng sâm tẩm mật ong này hay là những ngày mà di chuyển đường dài làm việc vất vả tàu xe cộ thì cô chú anh chị và các bạn có thể ngậm ngay một cái lát hồng sâm tẩm mật ong này để có thể lấy lại được sức khỏe, bồi bổ sức khỏe một cách nhanh chóng nhất. Và để hỗ trợ sức khỏe thì một ngày cô chú anh chị và các bạn có thể ngậm từ 2 đến 3 lát hồng sâm tẩm mật ong này. Và ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính mang tới cô chú anh chị một cái điều rất là hời đó chính là khi mà cô chú anh chị và các bạn mua một hộp hồng sâm tẩm mật ong nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với một cái hộp này sẽ là 200g cô chú anh chị và các bạn nhé. Cái giá sẽ là 350.000 và cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo hồng sâm nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 45.000. Và để nhận được cái deal rất là hời này, cô chú anh chị và các bạn có thể gọi ngay đến số 0374590012. Phúc Tài Chính hỗ trợ gửi sản phẩm đến cô chú anh chị và các bạn một cách nhanh nhất. Và cô chú anh chị và các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình đây Thì bên Phúc Tài Chí còn có rất nhiều những cái sản phẩm về sâm nữa Và trong cái dòng sâm tẩm mật ong này thì còn có một cái loại sâm củ tẩm mật ong cao cấp Hộp 8 củ lớn 300g với giá là 850.000 Và cô chú anh chị và các bạn cũng sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45.000 và cái hộp hồng sâm nguyên củ tẩm mật ong 6 năm tuổi này với 8 củ lớn 300 g thì nó rất là to và rất là xịn để cô chú anh chị và các bạn có thể mang trở thành một món quà biếu cực kỳ sang trọng lịch sự và có ích cho sức khỏe của người được tặng. Thì nếu cô chú anh chị và các bạn muốn mua sản phẩm này và nhận được một cái deal rất là hời 850.000 và tặng ngay một gói kẹo sâm Thì cô chú anh chị cũng có thể liên hệ với Phúc Tài Chính qua số điện thoại 0374 590 012 cô chú anh chị nhé Và đặc biệt những cái đơn hàng nào trên 1 triệu đồng Thì Phúc Tài Chính hân hạnh gửi tặng cô chú anh chị và các bạn Một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu lại những điều ý nghĩa nhất trong drama này Tiếp theo phúc tài chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn, viên tinh dầu thông đỏ Quang Đông nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với hộp là 120 viên. Và viên tinh dầu thông đỏ Quang Đông nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc này thì được chiết xuất từ lá thông đỏ có tuổi thọ từ 100 đến 200 năm ở Hàn Quốc, hỗ trợ điều trị các vấn đề liên quan tới huyết áp này, tăng khả năng miễn dịch cho cơ thể và đặc biệt là điều trị các bệnh liên quan đến vấn đề tim mạch tăng cường chức năng gan ngăn ngừa hỗ trợ ngăn chặn một số loại khối u gan dạ dày hỗ trợ rối loạn nội tiết tố thanh nhiệt cơ thể hỗ trợ tinh thần và những ai thì nên sử dụng viên tinh dầu thông đỏ quang đông nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc hộp 120 viên này thì đó chính là những người lớn tuổi này sức khỏe suy giảm, có nguy cơ mắc bệnh mỡ máu, tim mạch hay là những người gan thận hệ thần kinh suy giảm. Thì với những cô chú anh chị nào đang quan tâm về vấn đề sức khỏe thì viên tinh dầu thông đỏ quang đông nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc này cũng là một sự lựa chọn mà rất nhiều cô chú anh chị và các bạn lựa chọn. Và ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính mang tới một cái điều rất là hời đó chính là khi mà cô chú anh chị và các bạn mua một hộp viên tinh dầu thông đỏ Quang Đông nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc 120 viên này thì cái giá là 1 triệu 290.000 đồng và cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc 45.000 đồng cô chú anh chị và các bạn nhé không chỉ thế, cô chú anh chị và các bạn còn được tặng ngay một cuốn nhật ký drama truyền kỳ ghi lại những dấu ấn đặc biệt nhất trong drama lịch sử này. Theo là Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn mật ong gừng Hàn Quốc lọ 1 kg. Và bây giờ thì thời tiết đã chuyển về mùa đông, có những vùng miền đã lạnh rồi thì cô chú anh chị và các bạn có thể giữ ấm cơ thể, bảo vệ sức khỏe bằng việc là sử dụng mật ong gừng này cho bản thân và gia đình nha. Và công dụng của mật ong gừng là làm dịu ho, cung cấp năng lượng cho cơ thể dùng được cho trẻ trên 2 tuổi đặc biệt là rất tốt cho người bị huyết áp thấp hay bị ho giúp làm giảm các vấn đề liên quan đến đường hô hấp như ngạt mũi và cảm lạnh rất tốt cho hệ tiêu hóa làm ấm người tăng cường khả năng tuần hoàn máu rất là có lợi cho sức khỏe và hỗ trợ giảm cân tăng cường trao đổi chất và mật ong gừng vị ngọt thanh thơm mùi gừng là món quà sức khỏe rất cần thiết khi mùa đông đến để làm ấm cơ thể và bảo vệ cơ thể và ngày hôm nay Phúc Tài Chính đem tới một cái điều rất là hời đó chính là khi cô chú anh chị và các bạn mua một lọ mật ong gừng 1kg với giá là 205.000 đồng thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45.000 đồng và để nhận được cái điều này thì cô chú anh chị và các bạn hãy gọi điện cho Phúc qua số điện thoại 0374 một hai nha và đặc biệt là những đơn hàng nào trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính hân hạnh gửi tới cô chú anh chị và các bạn cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu lại những ký ức đẹp nhất trong drama Phúc tài chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn đó chính là mứt táo đen Hàn Quốc hộp 1 kg và trong món mứt ngày Tết mà chúng ta thường thấy thì có một cái loại táo màu đen mà da nhăn đó chính là mứt táo đen và bây giờ phúc tài chính sẽ mở ra để cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé và bên trong hộp sẽ có một cân táo đen như thế này đầy đủ một cân cô chú anh chị và các bạn nhé không tính vỏ hộp đâu ạ và khi mở hộp ra thì chúng ta sẽ thấy một cân táo đen ở bên trong và cô chú anh chị và các bạn có thể nhìn thấy ở đây đây chính là cái loại táo đen mà da nhăn mà chúng ta hay thường ăn ngày tết đấy ạ Thưa cô chú anh chị, táo đen thì thường khác với táo đỏ Nó sẽ có vị ngọt hơn và cái thịt táo sẽ đặc hơn Và công dụng sẽ bổ gan, thận, bổ sung ích khí, thần kinh, bồi bổ sức khỏe Nâng cao sức đề kháng, làm đẹp da và sáng da Dùng được cho người tỳ vị hư, khí huyết bất chắc, yếu mệt lao lực đặc biệt là người tim mạch kém thì sử dụng rất là tốt đặc trưng của táo là da nhăn nhăn và chắc là rất nhiều cô chú anh chị và các bạn đã biết thì táo đen chính là một trong những cái thành phần quan trọng trong rất nhiều bài thuốc cổ truyền và ngày hôm nay phúc tài chính mang tới một cái điều rất là hời đó chính là khi cô chú anh chị và các bạn mua một cân mứt táo đen hàn quốc với giá là 175.000 thì cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm với giá là 45.000 và để nhận được cái điều rất là hời thời này cô chú anh chị và các bạn hãy gọi điện cho Phúc qua số điện thoại 0374 590 012 nha và đặc biệt là những đơn hàng nào trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài chính hân hạnh gửi tới cô chú anh chị và các bạn cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu lại những ký ức đẹp nhất trong drama. Và tiếp theo Phúc Tài chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn một sản phẩm rất là đẹp và bổ dưỡng đó chính là mật ong sâm Hàn Quốc mật ong sâm Hàn Quốc với lọ là 580 g thì Phúc Tài Chính sẽ mở ra để cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Bên trong cái hộp này sẽ là một hũ mật ong sâm nặng 580 g và được đặt trong một cái bình thủy tinh rất là an toàn cho sức khỏe như thế này. Và đây là sản phẩm được tinh luyện từ những củ sâm 6 năm tuổi của Hàn Quốc với quy trình tiên tiến luôn được đảm bảo nghiêm ngặt những yêu cầu kỹ thuật. Sản phẩm này được coi là thực phẩm an toàn bổ dưỡng cho sức khỏe. Và và trước khi lấy ra thì chúng ta sẽ khuấy đều và múc ra chén Cô chú anh chị và các bạn có thể dùng trực tiếp hoặc là pha loãng ra với nước Dùng tốt nhất vào buổi sáng khi vừa ngủ dậy và vào buổi trưa Và cô chú anh chị có thể nhìn thấy ở đây Đây chính là những cái lát sâm được ngâm với mật ong Và đây chính là một sản phẩm rất tốt cho sức khỏe Và với hộp đựng sang trọng đẹp mắt như thế này Thì đây cũng sẽ là một món quà rất tốt để đi biếu tặng trong dịp lễ Tết và ngày hôm nay Phúc Tài chính mang tới một cái điều rất là hời Đó chính là khi cô chú anh chị và các bạn mua một hũ mật ong sâm 580 g với giá là 250.000 đồng Thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay 10 gói trà sâm như thế này Và để nhận được cái điều này thì cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi cho Phúc Tài chính qua số điện thoại 0374 590 012 để nhận được cái điều hời này nha Và đặc biệt là những đơn hàng nào trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài chính hân hạnh gửi tới cô chú anh chị và các bạn cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu lại những ký ức đẹp nhất trong drama Thưa anh chị và các bạn, đó chính là bánh mochi sô-cô-la đậu phộng Hàn Quốc và Hàn Quốc là một nơi nổi tiếng với rất nhiều chiếc bánh thơm ngon và quyến rũ và Phúc Tài Chính sẽ mở cái hộp bánh này để cô chú anh chị và các bạn cùng xem bên trong sẽ là bánh như thế nào nha Thưa cô chú anh chị và các bạn, khi mở hộp bánh ra là hai khay bánh rất là thơm ngon và sắp xếp đẹp mắt như thế này À, bánh mochi sô cô la nhân đậu phộng thì bên ngoài sẽ là lớp sô cô la nguyên chất rất là ngon như thế này và bên trong sẽ là lớp đậu phộng này hạnh nhân bùi rất là đặc trưng và đặc biệt là có cả một lớp mochi mềm dẻo và ngọt ngào nữa chắc chắn đây là loại bánh mà rất nhiều những em nhỏ yêu thích Vậy nên cô chú anh chị và các bạn có thể mua hộp bánh mochi sô-cô-la nhân đậu phộng nhập khẩu chính hãng Hàn Quốc này để bày biện trong dịp lễ Tết. Và đặc biệt đây là loại bánh chắc chắn là các bạn nhỏ rất là thích. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính mang tới một cái điều rất là hời đó chính là khi mua một hộp bánh mochi sô-cô-la nhân đậu phộng với giá là 95 000 thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói rong biển trị giá là 10 000 Và để nhận được cái điều này cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi đến số điện thoại 037 0974-590012 nha. Và đặc biệt là những đơn hàng nào trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài chính hân hạnh gửi tới cô chú anh chị và các bạn cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu lại những ký ức đẹp nhất trong drama. Và tiếp theo, Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn bánh Mochi chocolate Pie Hàn Quốc. Có lẽ là bánh chocolate Pie thì rất nhiều cô chú anh chị và các bạn quen thuộc rồi. Tuy nhiên thì bánh Mochi chocolate Pie lại mang tới một cái hương vị đặc biệt khác lạ. Và bây giờ Phúc Tài Chính sẽ mở cái hộp bánh này để cô chú anh chị và các bạn cùng xem nha. Và khi mở ra thì là hai khay bánh được sắp xếp ngon mắt như thế này. Và bên trong này có tất cả là 10 chiếc cô chú anh chị nhé Và thành phần gồm bơ, sữa, sô-cô-la, bột mì Với đặc biệt là cái lớp bánh mochi này mềm dẻo Nhân kem béo ngậy thơm ngon mà không bị ngán Đặc biệt là nhân 0% chất béo Đặc biệt là thêm 13% sô-cô-la Để bánh thêm đậm đà và ngon hơn rất nhiều Và chắc chắn đây là một loại bánh mà các bạn nhỏ cũng rất là yêu thích Cô chú anh chị và các bạn có thể mang tới một hương vị khác lạ đến gia đình của mình bằng cách là thưởng thức chiếc bánh mochi chocopie Hàn Quốc này nha. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính đem tới một cái điều rất là hời đó chính là khi cô chú anh chị và các bạn mua một hộp bánh mochi la Hàn Quốc với giá là 95.000 thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói rong biển trị giá là 10.000. Và để nhận được cái điêu hời này, cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi đến số điện thoại 0374 590 012 nha. Và đặc biệt là những đơn hàng nào trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính hân hạnh gửi tới cô chú anh chị và các bạn cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu lại những ký ức đẹp nhất trong drama. Tiếp theo Phúc Tài Chính gửi tới cô chú anh chị và các bạn loại bánh Mochi Choco Pie kem chuối và chắc chắn rằng khi thưởng thức những loại bánh mochi này, cô chú anh chị và các bạn sẽ cảm thấy cái hương vị thơm ngon đặc biệt của nó. Và bây giờ phúc tài chính sẽ mở ra để cô chú anh chị và các bạn cùng xem nha. Và bên trong có hai khay bánh được sắp xếp rất là hấp dẫn. Và bánh mochi choco kem chuối thì sẽ có màu vàng tươi rất là đẹp mắt như thế này Ở bên trong là lớp mochi trắng dẻo, ở giữa là nhân kem chuối vàng thơm Và loại bánh mochi choco kem chuối này thì có thể thay thế cho bữa ăn nhẹ hàng ngày Rất tiện lợi khi đi du lịch và dã ngoại Và đặc biệt là thích hợp làm quà tặng cho bạn bè, người thân Vì cái vỏ hộp thiết kế rất là sang trọng đẹp mắt và bánh thì ăn rất là ngon Ngày hôm nay Phúc Tài Chính đem tới một cái điều rất là hời đó chính là khi cô chú anh chị và các bạn mua một hộp bánh mochi chocobai nhân kem chuối với giá là 95.000 thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói rong biển trị giá là 10.000 và để nhận được cái điều này cô chú anh chị và các bạn hãy gọi đến cho Phúc qua số điện thoại 0374 590 012 để thưởng thức cái loại bánh mochi độc lạ này nha. Và đặc biệt là những đơn hàng nào trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài chính hân hạnh gửi tới cô chú anh chị và các bạn cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu lại những ký ức đẹp nhất trong drama. Và đặc biệt nếu cô chú anh chị nào muốn thưởng thức cả ba loại bánh mochi này, mochi sô-cô-la đậu phộng, Mochi choco pie truyền thống à, Mochi choco pie kèm chuối thì Phúc tài chính đem tới một cái điều rất là hời Đó chính là khi cô chú anh chị Mua 3 loại bánh mochi choco pie Hàn Quốc cao cấp này Với giá là 285.000 đồng Thì cô chú anh chị và các bạn Sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45.000 Cô chú anh chị hãy nhanh tay gọi đến số điện thoại 0374 một hai Để nhận được cái điều hời này nha Chỉ với 285.000 đồng thôi Cô chú anh chị và các bạn sẽ có 3 loại bánh mochi cao cấp Hàn Quốc cùng với đó là một gói kẹo sâm Hàn Quốc và đặc biệt là những đơn hàng nào trên một triệu đồng thì phúc tài chính hân hạnh gửi tới cô chú anh chị và các bạn cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu lại những ký ức đẹp nhất trong drama Tiếp theo để Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn kẹo quế cứng Hàn Quốc một gói sẽ là 200g Kẹo quế Hàn Quốc có hương vị cay nồng ấm đặc trưng của quế không chỉ là món ăn vặt ngon miệng mà còn giúp bạn khi cảm lạnh, nghẹt mũi, giải cảm dùng ngậm ho, chống viêm họng, thông mũi và giúp bạn có hơi thở thơm mát đặc biệt là kẹo nhỏ gọn, tiện lợi, dễ mang theo và Phúc Tài Chính tin rằng có rất nhiều cô chú anh chị và các bạn thích cái vị hương nồng của quế này Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính mang tới một cái điều rất là hời Đó chính là khi cô chú anh chị và các bạn mua hai gói kẹo quế với giá là 95.000 Thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45.000 Rất hời phải không cô chú anh chị? Chỉ với 95.000 thôi mà cô chú anh chị sẽ có ba gói kẹo Trong đó có hai gói kẹo quế và một gói kẹo sâm Và để nhận được cái điều hời này cô chú anh chị và các các bạn hãy nhanh tay gọi đến số điện thoại 0374 590 012 cho Phúc Tài Chính nha. Và đặc biệt là những đơn hàng nào trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính hân hạnh gửi tới cô chú anh chị và các bạn cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu lại những ký ức đẹp nhất trong drama. Tiếp theo là Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn đó chính là kẹo gừng Hàn Quốc và một gói này sẽ là 200g cô chú anh chị và các bạn nhé. Và kẹo gừng Hàn Quốc có tác dụng tăng cường khả năng lưu thông máu, giúp kiểm soát và tăng khả năng đào thải tích tụ đường ruột, giúp cơ thể sản xuất các kháng thể, chống lại tác hại của vi sinh vật và vi khuẩn, chống viêm, giảm đau, sản xuất trên cái công nghệ rất là hiện đại, khép kín và không hóa chất, bảo đảm cho sức khỏe của người sử dụng. Và đặc biệt là cái sản phẩm này có thể dùng được cho người ăn kiêng và người bị tiểu đường Rất thích hợp để sử dụng làm quà tặng trong những cái dịp lễ Tết Và chắc chắn là cô chú anh chị và các bạn sẽ thấy rằng là kẹo gừng rất là phổ biến trong những dịp lễ Tết Thì ngày hôm nay Phúc Tài Chính đem tới một cái điều rất là hời Đó chính là khi cô chú anh chị và các bạn mua hai kẹo gừng với giá là 95 nghìn Thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một kẹo sâm với giá 45 nghìn Đây lại là một cái điều hời nữa khi chỉ với 95 nghìn thôi Cô chú anh chị và các bạn sẽ có ngay hai gói kẹo gừng Hàn Quốc và một gói kẹo sâm Hàn Quốc. Và để nhận được cái deal này, cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi đến cho Phúc qua số điện thoại 0374 590 012 nha. Và đặc biệt là những đơn hàng nào trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài chính hân hạnh gửi tới cô chú anh chị và các bạn cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu lại những ký ức đẹp nhất trong drama. Tiếp theo là Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn kẹo thông Hàn Quốc. Có lẽ đây sẽ là một cái loại kẹo mà rất đặc biệt và mới lạ. Cô chú anh chị và các bạn có thể thử thưởng thức nha. Kẹo cứng vị quả thông mang lại cho người dùng cảm giác rất là mới lạ. Kẹo có hương vị thơm ngon, hấp dẫn, không sử dụng chất bảo quản, phù hợp với mọi lứa tuổi. Lượng đường trong kẹo cung cấp năng lượng cho cơ thể. Đặc biệt là kẹo thông được chiết xuất từ những cây thông đỏ quý hiếm Hàn Quốc, giúp phòng ngừa chứng bại liệt và tiểu đường. Và một gói kẹo thông Hàn Quốc này sẽ là 300 g cô chú anh chị và các bạn nhé. Và cô chú anh chị và các bạn có thể thưởng thức cái hương vị mới độc lạ của kẹo thông. Và ngày hôm nay Phúc Tài chính đem tới một cái điều rất là hời đó chính là khi cô chú anh chị và các bạn mua hai kẹo thông Hàn Quốc với giá 125 000 nghìn thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm Hàn Quốc. Và để nhận được cái điều này cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi cho Phúc qua số điện thoại 0374590012 nha. Và đặc biệt là những đơn hàng nào trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài chính hân hạnh gửi tới cô chú anh chị và các bạn cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu lại những ký ức đẹp nhất trong drama. Tiếp theo Phúc Tài chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn kẹo sữa bò Hàn Quốc một túi là 400g thơm ngon bổ dưỡng và kẹo sữa Hàn Quốc có hương vị thơm ngon độc đáo, độ ngọt vị caramel sữa cực kỳ là hấp dẫn và đặc biệt là cái vị caramel sữa này rất khác biệt và chắc chắn là rất nhiều bạn nhỏ cùng với rất nhiều bạn trẻ yêu thích cái loại kẹo sữa này và cô chú cũng có thể thưởng thức cái hương vị độc mới lạ này nha. Kẹo cung cấp năng lượng và một số vitamin có lợi cho sức khỏe và thành phần gồm đường, dầu dừa, bơ, sữa bò, béo ngậy và kẹo đóng gói rất là đẹp mắt, dễ dàng cho việc sử dụng và bảo quản và kẹo sữa bò bò này có hương vị đặc biệt thơm ngon và hấp dẫn đặc biệt một gói kẹo rất là lớn với 400 g cô chú anh chị và các bạn nhé Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính đem tới một cái điều rất là hời đó chính là khi mua hai bịch kẹo sữa bò caramel nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 185 000 thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45 000 Như vậy là chỉ với 185 000 cô chú anh chị và các bạn sẽ có hai gói kẹo sữa bò nặng 400 g và một gói kẹo sâm Hàn Quốc và để nhận được cái deal này, cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi cho Phúc qua số điện thoại 0374 590 012 nha. Và đặc biệt là những đơn hàng nào trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài chính hân hạnh gửi tới cô chú anh chị và các bạn cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu lại những ký ức đẹp nhất trong drama. Tiếp theo Phúc Tài chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn, kẹo lạc caramel Hàn Quốc với một gói này sẽ là 400g và rất là lớn. Và kẹo lạc caramel Hàn Quốc thì có hương vị thơm ngon từ đậu lạc, vị ngọt hòa quyện với vị nhẹ nhàng, béo ngậy tinh tế của caramel. Kẹo mềm dẻo thơm vị sữa, có thể làm quà tặng hoặc là đồ ăn vặt đi picnic, đi chơi cùng với bạn bè. Và chắc chắn rằng trong dịp Tết Nguyên Đán, kẹo lạc caramel này để mời khách thì cực kỳ tuyệt cú mèo. Và ngày hôm nay Phúc tài chính đem tới một cái điều rất là hời đó chính là khi cô chú anh chị và các bạn mua hai gói kẹo lạc caramel Hàn Quốc Mỗi gói là sẽ là 400 g với giá là 185 000 thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm Hàn Quốc với giá là 45 000 Và để nhận được cái điều hời này, cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi cho Phúc qua số điện thoại 0374 590 012 nha và đặc biệt là những đơn hàng nào trên một triệu đồng thì phúc tài chính hân hạnh gửi tới cô chú anh chị và các bạn cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu lại những ký ức đẹp nhất trong drama Tiếp theo Phúc Tài Chính giới thiệu cho cô chú anh chị và các bạn Kẹo bí đỏ Hàn Quốc vừa thơm ngon vừa bổ dưỡng Với vị ngọt thanh sữa, vị thơm ngon của bí ngô Hòa quyện cùng caramel giúp người thưởng thức cảm nhận được sự thơm ngon và béo ngậy Và kẹo được đóng trong túi 400g rất là đẹp mắt như thế này Và đây cũng là một loại kẹo thích hợp để làm quà biếu với sắc vàng rất là rạng rỡ Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính đem tới một cái điều rất là hời Đó chính là khi cô chú anh chị và các bạn mua hai gói kẹo bí ngô ngô Caramel Hàn Quốc với giá là 185.000 thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm Hàn Quốc với giá là 45.000 và để nhận được cái ưu hồi này cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi cho Phúc qua số điện thoại 0374 590 012 nha. Và đặc biệt là những đơn hàng nào trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính hân hạnh gửi tới cô chú anh chị và các bạn cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu lại những ký ức đẹp nhất trong drama và tiếp theo Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn kẹo hoa quả đủ vị cao cấp Hàn Quốc. Một gói này sẽ là nửa cân 500g và như cô chú anh chị thấy ở đây, điều đặc biệt là nó có thể dựng đứng lên được để trang trí mâm ngũ quả rất là đẹp mắt. Và kẹo hoa quả đủ vị cao cấp Hàn Quốc thì với thành phần gồm đường, mạch nha, bột kem không sữa, vị dâu tây này, vị cam, vị nho, cherry, dứa, coca bạc hà, rất nhiều vị hoa quả thơm ngon trong cái gói kẹo này. Chắc chắn rằng kẹo hoa quả đủ vị này vừa đẹp mắt mà lại được các bạn nhỏ yêu thích bởi vì đầy đủ hương vị hoa quả, đặc biệt là vừa ngon miệng lại vừa cung cấp năng lượng dồi dào, hương vị trái cây thơm ngon, thanh mát đa dạng với vị ngọt tự nhiên. Tài chính ngày hôm nay mang tới một cái điều rất là hời đó chính là khi mua hai gói kẹo hoa quả đủ vị cao cấp Hàn Quốc, mỗi gói là 500 g với giá là 195 000 thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một một gói kẹo sâm 45 000 Và để nhận được cái deal hời này, cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi đến số điện thoại 0374 590 012 nha. Và đặc biệt là những đơn hàng nào trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài chính hân hạnh gửi tới cô chú anh chị và các bạn cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu lại những ký ức đẹp nhất trong drama tiếp theo phúc tài chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn kẹo hồng sâm không đường samsung hàn quốc cô chú anh chị và các bạn có thể nhìn thấy ở đây đây chính là thương hiệu samsung rất là nổi tiếng và đây là loại kẹo cao cấp chất lượng thơm ngon bổ dưỡng Kẹo hồng sâm không đường Samsung Hàn Quốc là loại kẹo giúp cho người bị tiểu đường dùng mà không ảnh hưởng tới sức khỏe, giúp thư giãn thoải mái tinh thần, giảm stress và bớt mệt mỏi, với trẻ em dùng để phát triển trí não và tăng cường trí nhớ, tăng cường sinh lực, bồi bổ cơ thể. Và trong gói kẹo hồng sâm không đường này thì gồm thành phần là cao hồng sâm, vitamin và trong một ngày cô chú anh chị và các bạn có thể dùng 3 đến 4 viên vừa thơm ngon bổ dưỡng mà lại tốt cho sức khỏe nữa. Và đặc biệt là cô chú anh chị nào bị tiểu đường thì có thể dùng được cái loại kẹo này nha Và một gói kẹo hồng sâm không đường Samsung Hàn Quốc thì rất là lớn Và ở đây sẽ là 500 gram cô chú anh chị và các bạn nhé Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính đem tới một cái điều rất là hời Đó chính là khi cô chú anh chị và các bạn mua hai gói kẹo sâm không đường Samsung Hàn Quốc Với giá là 195 nghìn Thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm Hàn Quốc với giá là 45 nghìn và để nhận được cái điều hời này, cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi cho Phúc qua số điện thoại 0374 590 012 nha. Và đặc biệt là những đơn hàng nào trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài chính hân hạnh gửi tới cô chú anh chị và các bạn cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu lại những ký ức. Và tiếp theo Phúc Tài chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn gói lá kim vụn trộn cơm ăn liền Hàn Quốc. Đây chính là món rất tốn cơm và đặc biệt là các bạn nhỏ rất là thích. Và mỗi túi này sẽ là 70 g nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc và thành phần gồm rong biển, dầu ô liu, muối biển, vừng rang và lá kim vụn đã được tẩm ướp và rang xào chín, rắc vừng sử dụng ăn liền với cơm rất là ngon miệng và bổ dưỡng, đặc biệt là hấp dẫn đối với trẻ nhỏ. À, cô chú anh chị và các bạn có thể thấy ở đây bao bì này có sẵn là cái khóa zip này thì mỗi lần ăn xong chỉ cần khóa lại để đảm bảo được chất lượng rất là tiện lợi. Và đặc biệt loại rong biển ăn liền trộn cơm Hàn Quốc này cũng là một loại sản sản phẩm rất là bổ dưỡng cho sức khỏe cô chú anh chị và các bạn có thể mua thưởng thức hoặc là cho các bạn nhỏ trong nhà thưởng thức nha ngày hôm nay phúc tài chính đem tới một cái điều rất là hời đó chính là khi cô chú anh chị và các bạn mua hai bịch lá kim rong biển trộn cơm nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc Mỗi gói là 70 g với giá là 150.000 đồng. Thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một combo 3 gói rong biển ăn liền Hàn Quốc. Rất là hời phải không nào? Và để nhận được cái deal này, cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi cho Phúc qua số điện thoại 0374 590 012 nha. Và với những đơn hàng trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính xin gửi tặng tới cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ ghi lại những kỷ niệm đẹp nhất trong drama. Tài chính cảm thấy rất là vui trong cái quá trình mà bán những cái mặt hàng này, thì đã nhận được rất nhiều những cái lời khen ngợi từ cô chú anh chị. Và ngày hôm nay phúc tài chính sẽ đưa những cái feedback lên để cô chú anh chị và các bạn cùng tham khảo. Nếu như còn đang lưỡng lự mua hàng từ phúc tài chính nha có một chị đã gửi về cho phúc làng, chị xài thấy tốt em ạ, à. em cảm ơn chị nhé. Chị nhận được hàng rồi em nhé, cảm ơn em dầu gội, ok lắm em. Dạ vâng ạ, à, em cảm ơn chị ạ. À. Và tiếp theo là feedback từ đơn an cung. Cháu ơi, cô đặt thêm hai hộp nữa nhé, tổng cộng là 5 hộp. Cô giới thiệu thuốc nhà cháu cho nhiều người mua đấy, vì mẹ cô bị tai biến gần 2 năm nay rồi, tay cứng uống 3 hộp, giờ tay mềm lại rồi. Chị Lan Nguyễn có comment rằng chị dùng dầu gội thích lắm. Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ. À. Chúc em ngày mới vui vẻ, xinh tươi, bán đắt hàng nhé. À hôm qua chị dùng kem chống nắng rồi Thấy được đấy em Dạ em cảm ơn chị nhé Em ơi mai ship cho chị 3 thùng xâm nhé Giờ nào cũng được Tại tòa A3 Vinhome Dầu lạnh xài kết quả lắm Phúc ơi Cảm ơn nhiều Dạ cháu cảm ơn cô nhé Chị nhận được kẹo rồi Kẹo sâm của Phúc Tài Chính thơm ngon lắm Cô Hồng Hải nói rằng là Cháu bán hàng cũng chuẩn Cô đã mua hàng của cháu rồi Hàng chất lượng giá rẻ theo cô Chu Ninh có comment rằng sản phẩm nhuộm tóc này rất tốt, cô đã sử dụng rồi, cảm ơn cháu Phúc Tài chính nhé. Dạ cháu cảm ơn cô nhiều nhé. Và đó chính là những lời chia sẻ từ những cô chú anh chị đã mua hàng từ Phúc Tài Chính Và Phúc Tài Chính cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều Và trong quá trình mua hàng, cô chú anh chị có bất vì một cái vấn đề nào gặp xảy ra thì có thể liên hệ ngay với phúc tài chính để phúc tài chính được hỗ trợ cô chú anh chị và các bạn kịp thời nhé. trước khi cô chú anh chị nhận hàng từ shipper thì cô chú anh chị có thể là yêu cầu shipper mở hàng ra để kiểm tra hàng một cách chắc chắn trước khi gửi tiền cho ship bởi vì phúc tài chính đã cài đặt cái chế độ trên hệ thống là khách hàng được quyền mở ra để kiểm tra hàng nên cô chú anh chị hãy cứ thoải mái yêu cầu shipper mở cái thùng hàng ra để cô chú anh chị kiểm tra hàng trước khi nhận hàng cô chú anh chị cảm thấy hài lòng thì mới nhận hàng và gửi tiền cho ship còn có bất cứ vấn đề gì cô chú anh chị hoàn toàn có thể từ chối nhận hàng Phúc Tài Chính chỉ mong rằng sẽ đảm bảo được chất lượng hàng tốt nhất đến với cô chú anh chị và các bạn. Và trong cái quá trình vận chuyển hàng cũng sẽ xảy ra những cái sơ suất không đáng có thì gặp bất cứ vấn đề nào cô chú anh chị và các bạn hãy liên hệ với Phúc Tài Chính qua số điện thoại 0374590012. Đừng ngần ngại cô chú anh chị và các bạn nhé. Phúc Tài Chính sẽ luôn ở đây để hỗ trợ cô chú anh chị và các bạn và về phí ship thì bên phúc tài chính cũng sẽ hỗ trợ tối đa giảm ship và miễn phí ship trong tùy từng trường hợp thì với những cái đơn hàng từ 1 đến 2 cân Thì ở khu vực Hà Nội phí ship sẽ là 10.000 đồng Và những cái tỉnh khác thì sẽ là 15.000 đồng Với những đơn hàng lớn từ 3 đến 4 cân Một cái thùng rất là to đấy ạ Thì phí ship ở Hà Nội sẽ là 20.000 đồng Còn phí ship ở các tỉnh khác sẽ là 30.000 đồng Còn với những cái đơn hàng mà cô chú anh chị mua Những cái đơn hàng rất rất lớn Từ 5 đến 6 cân một cái thùng hàng rất to đấy ạ thì phí ship ở khu vực Hà Nội sẽ là 30.000 đồng và phí ship ở các tỉnh khác sẽ là 50.000 đồng. Đây là một cái giá ship mà Phúc Tài Chính đã giảm tối đa từ 50 đến 70% phí ship rồi. Và cô chú anh chị chỉ cần trả từ 30 đến 50% mà thôi. Và một lần nữa thì Phúc Tài Chính cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã đặt mua hàng từ bên Phúc Tài Chính. Đó là một cái sự ủng hộ Phúc Tài Chính cảm ơn rất nhiều. Và hẹn gặp lại cô chú anh chị những video mới nhất nhé. Bye bye!